Chào cả nhà, chúng ta đang ở đây là nơi đỗ xe của siêu vườn thể thành phố Không Ngủ Phú Quốc. Phương tiện ở đây thì tất cả đều là xe điện nha. Chúng ta đến đây sẽ thuê xe 4 bánh hay 2 bánh thì tùy sở thích. Hôm nay mình sẽ đi xe điện nha cả nhà. Vâng, mình sẽ đi thẳng đến phố chợ đêm Thượng Hải và Malacca, địa Trung Hải, và đi trên các tuyến đường bên trong của tổ hợp chứ không đi theo ven sông Venice ý thu gọn nha. Dòng sông Venice và những con thuyền xuôi la huyền thoại mấy tháng nay cũng không có hoạt động nữa cả nhà. Trước mắt chúng ta là ngọn tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ này được thiết kế theo cặp ba lô của tháp đồng hồ thành phố Venice. Tháp đồng hồ này có chiều cao là 36,7 m. Về kích thước, đường nét và màu sắc thì giống y hệt như của nước Ý nha. Chúng ta đi vào cổng này là khu chợ đêm. Và tổ hợp này thì được chia ra nhiều phân khu. Và mỗi phân khu thì sẽ có một chủ đề riêng về mua sắm và ẩm thực. Nếu các bạn nào đến đây và muốn di chuyển đến các khu vui chơi giải trí lân cận khác như Vincenter, vườn thú bán hoang dã Vinpearl, Sun Party, tổ hợp Corona, Resort Casino sẽ rất dễ dàng vì những địa chỉ nói trên đều là sản phẩm của tập đoàn Vingroup và liền kề với nhau nha. Mấy phút chờ đợi và cuối cùng chúng ta cũng đã đến với khu chợ đêm Marotka. Marotka là một thị trấn, là một hòn đảo rất nổi tiếng của Tây Ban Nha bên bờ biển Địa Trung Hải. Ở khu chợ đêm này thì có rất là nhiều con đường giống y hệt nhau như thế này nha các bạn. Ta đi hết con đường này thì sẽ đến với quảng trường biển. Những ngày này sống chung với dịch Covid-19 mà vào đây thì không thấy một con người. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem qua video và hẹn gặp lại.